Chiều ngày 20 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến thăm hỏi gia đình và tặng quà cho các cháu có cha mẹ mất do dịch COVID-19 nhân dịp Tết Trung thu ở các phường 4, phường 5, phường 7 và phường 12, quận 8. Trong căn nhà lụp xụp nằm sâu trong hẻm 31, lô 11 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, là nơi sinh sống của hai anh em TQJ, sinh năm 2008. Người em út TQJ cho biết, đang học lớp 8, anh trai chạy xe công nghệ nhưng do dịch nghỉ ở nhà hơn 3 tháng nay. Đợt dịch COVID-19 lần này, cả nhà mắc COVID-19, nhưng không may người cha qua đời. Mẹ em mất cách đây 7 năm cũng vì bạo bệnh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên dặn dò anh em trong gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và lo cho em út ăn học tới nơi tới chốn. Tại gia đình cháu LTL, sinh năm 2013, ngụ phường 12, người cậu ruột Huỳnh Bảo Long cho biết, chị gái lớn của cháu L đang học lớp 11, chị thứ hai học lớp 8, còn cháu L học lớp 3. Cả ba chị em mồ côi cha mẹ từ nhỏ khi ba bỏ đi, mẹ mất. Sau đó ba cháu được dì ruột đưa về nuôi, nhưng không may, bà qua đời vì COVID-19 hôm ngày 19 tháng 8. Ngoài phần quà trung thu và máy tính bảng tặng cháu LTL, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo địa phương hỗ trợ thiết bị học tập online để hai người chị của cháu L yên tâm học tập trong điều kiện hiện nay. Trung thu năm nay khó khăn hơn, buồn hơn khi các cháu phải xa cha, xa mẹ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên động viên các cháu, hôm nay các cô, các chú lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, quận huyện và ở phường đến thăm hỏi, tặng quà trung thu. Mong mỏi các cháu chăm học, vượt khó, học giỏi để sau này lo cho bản thân và gia đình.